Thưởng thức lẩu mắm nấu trong nồi đất với một chiếc quán mang phong cách Việt Nam xưa dành cho những bạn nào thích hoài cổ nè. Phải công nhận không, chưa kịp bước vô quán nhưng mà nhìn cái bảng hiệu của quán là biết cái phong cách của quán theo kiểu Việt Nam xưa rồi. Cái này là tiệm lẩu nướng má 2, chi nhánh 1 á, là nằm ở trên đường Nguyễn Thượng Hiền, còn này là chi nhánh 2 nha, nằm ở 404 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp. Nói chung là cái phong cách decor quán ở bên Gò Vấp á, cũng giống như bên Nguyễn Thượng Hiền luôn, là theo cái style Việt Nam xưa cổ cổ rồi đó. Nhưng mà cái mặt bằng chi nhánh 2 ở bên Gò Vấp này nè, rộng hơn chi nhánh 1 rất là nhiều, bởi vậy cực kỳ thoáng hơn luôn. Nay nhà Mẫn đi 8 người lận, bởi vậy qua bên Gò Vấp ngồi cho nó thoải mái. Lẩu á, thì bên đây sẽ có 3 loại lẩu là lẩu mắm, lẩu thái và lẩu khổ qua chả cá. Đồng giá 165.000 hết. Cái này là nồi lẩu khổ qua chả cá nè, thì chỉ có vài người trong nhà Mẫn ăn được khổ qua thôi, Mẫn không có ăn được nên không có dám review hương vị. Nhưng mà theo lời anh rể Mẫn nhận xét thì nước dùng nêm nếm ok và chả cá dai. Do Mẫn đâu có ăn được cái khổ qua đâu nên là anh Mẫn nói sao Mẫn nghe vậy. Nhưng mà ở quán này á, verdict trong lòng Mẫn chính là lẩu mắm. 165.000 sẽ được một nồi nước lẩu nè, một dĩa topping và một dĩa rau tá lạ. Giờ mình cho topping vô nồi lẩu đồ, trong lúc đợi lẩu chín thì mình làm đồ nướng mình ăn trước hen. Đúng như cái bảng hiệu ở ngoài người ta ghi luôn á, ở đây là có đủ thứ đồ nướng. Về cái cảm nhận của cá nhân Mẫn á, thì các món đồ nướng ở đây sẽ có món Mẫn hợp khẩu vị, có món Mẫn không, nhưng mà nhìn chung thì chất lượng sẽ nằm ở mức ổn, ăn được, vị bình thường chứ không phải là quá đặc sắc hay có một cái gì đó để khiến mình wow lên về đồ nướng ở đây. Ủa cái này chín rồi hả? Nướng heo không? Chưa. Không ăn không uống. Chẳng nói. Nhưng mà được cái nhờ có thêm menu đồ nướng đa dạng nên chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn khi mà tới đây ăn. Mà khẩu vị là của mỗi người mà, nhiều món Mẫn thấy bình thường mà chị gái của Mẫn lại thích, nhiều món Mẫn không ăn được nhưng mà anh rể của Mẫn lại ăn được và thấy ngon. Mà cái thịt bò nướng này nè, ăn vị ok la nha, và thịt bò mềm dễ ăn chấm với lại muối tiêu chanh ớt tuyệt vời. Kiểu không biết sao á, Mẫn ăn cái gì Mẫn cũng thích chấm với muối tiêu chanh ớt hoặc là nước mắm mặn với lại ớt à. Mà cái thịt này là thịt gì nè mọi người, Mẫn ăn á Mẫn thấy nó hơi dai dai. Còn đây là cái phần mực nướng ha, mực cũng tươi cũng giòn nhưng mà có điều cái sốt ướp ở đây thì nó không có hợp khẩu vị với Mẫn và nhà Mẫn cho lắm. Không biết có cùng cái sốt ướp không mà thấy bò ăn thì vừa miệng, còn cái mực này thì cái mực á ướp hơi bị ngọt quá, nó bị ngọt quá nên phải giảm độ ngọt lại. Nói chung là nãy giờ cái món ăn nào cũng rất là ngon ưng ý, nhưng mà riêng cái món gỏi ngó sen này, cái cọng ngó sen này nè, nó chưa có thấm, nó không có thấm gia vị thành ra ăn đó nó không có vừa miệng. Thành ra cái này lên điều chỉnh lại nè. Rồi thôi, tới giờ verdict soi, verdict chính này, giờ cho rau vô verdict nè. Biết sao không, Mẫn ghiền ăn lẩu mắm dữ lắm. Lần nào mà đi Châu Đốc á, Mẫn cũng mua mắm về để cho mẹ Mẫn nấu hết á, mà nấu cực quá, với lại đâu phải lúc nào cũng đi Châu Đốc đâu, nên là cứ mà thèm thèm lẩu mắm là rủ gia đình ra đây ăn nè. Mẫn ăn ở bên Nguyễn Thượng Hiền từ năm 2022 tới giờ đó. Vị lẩu người miền Tây thì người ta sẽ nấu hơi ngọt ngọt tí xíu, nhưng mà ở đây nêm nếm ngọt vừa phải, đậm đà nên Mẫn rất là thích, chứ còn nhiều chỗ nấu ngọt quá thì Mẫn ăn không có được. Nếu con ăn nè, cầm thức ăn mới đánh phép cái gì ở đâu. Ăn vô cho mẹ đi. Thêm cái nữa là rau bỏ lẩu ở đây đa dạng nè, có bông thiên lý, bông bí rồi bông điên điển rồi đó Mẫn ưng. Khi mà mang ra cho khách á là những cái dĩa rau hay là dĩa topping đồ sẽ được bọc ở trong cái màn bọc thực phẩm hết, nhìn sạch sẽ. Rồi có mấy cái khổ qua cà ớt, mấy cái đậu que này nè Mẫn khoái. Ngồi ăn lẩu mắm nấu trong cái nồi đất ở một cái không gian kiểu xưa xưa rồi đó, gió trời mát mẻ gì ok la. Với lại ở đây á là mỗi bàn sẽ được miễn phí một cái ca trà tắc nữa, ngoại trừ cái ca không ăn nhập với concept thì còn mấy cái còn lại ok hết. Lấy miếng cao hú chấm với nước mắm mặn cho thiệt nhiều ớt cay cay, trời ơi cho vô miệng nó đã thì thôi nhé luôn á các bạn. Lẩu ngon lên, đậm đà lắm. Ăn lẩu mắm mà Mẫn rất khoái ăn thịt ba rọi xào, rồi Mẫn kêu thêm dĩa nữa để bỏ vô nước lẩu nè. Cái ngày mà gia đình Mẫn đi là tối ngày thứ ba, thì cũng coi như đầu tuần đi, thì thấy khách cũng đông đông mà không có bị full bàn, không biết mấy ngày cuối tuần hiện sao. Lúc này no quá trời no rồi, mà lỡ con mắt to cái bụng á, lỡ kêu thêm hai phần nai né nữa 100.000 phần, nên là giờ ăn nè. Cái này á mình sẽ xào chung với khổ qua ha, ai mà không ăn được khổ qua thì khỏi bỏ vô. Thịt có độ mềm vừa phải, nêm nếm hợp khẩu vị nè, xào chung với đậu bắp với bông thiên lý là hai cái loại rau Mẫn thích nữa, thấy ok la. Có điều là xào bằng bếp than nó lâu chín quá, mà giờ no quá rồi, ăn đâu có hết đâu. Bỏ hộp mang về, xong sẵn rồi gọi thêm hai phần lẩu mắm để mang về cho dì Mẫn với bà ngoại Mẫn ở nhà nữa. Sương sương vậy thôi, bye bye mọi người.